ở phía Hồng Kông, các cái giới chức Hồng Kông thân Trung Cộng ngày hôm qua họ đưa ra cái tuyên bố rằng là họ đang sắp tuyên bố một cái dự luật là cấm mang cái mặt nạ khi đi biểu tình. Thì ngày hôm nay, sáng nay thì chúng tôi được biết cái tin mới nhất là bà đặc khu trưởng của Hồng Kông Carrie Lam đã chính thức loan báo là officially ban hành cái luật này. Và cái lời tuyên bố của bà trong ngày hôm nay thành luật đã khiến cho hàng rất nhiều ngàn người dân Hồng Kông tiếp tục tràn ra đường phố vô cùng giận dữ và biểu tình để chống lại cái dự luật mới. Đúng rồi, thưa quý vị, là cái dự luật cấm đó thì chúng ta cũng hiểu là những người biểu tình họ phải dùng một phần để che bớt cái hơi cay, mà một phần để mà không bị nhận diện. Chúng ta cũng hiểu là cái lý do tại sao đoàn biểu tình luôn luôn dùng cái mặt nạ cũng như cái kính bự đó. Nhưng mà hôm nay thì chính thức đặc khu trưởng, tức là bà Carrie Lam, đã ra cái lệnh để dẹp tan. Và ý định của bà trong cái này, bà nói là cái thời kỳ này là về khẩn cấp, emergency law, cần phải đưa ra những cái luật về thời kỳ nghiêm trọng để có thể dẹp tan những cái cuộc biểu tình mà đã kéo dài cả mấy tháng nay. Thì nhưng mà cái lệnh này tất nhiên sẽ làm gia tăng cái căm giận của những người biểu tình cho dân chủ, cho nên là càng những cuộc biểu tình càng đang diễn mạnh hơn. Và cái người mà bị bắn đó, quý vị cũng biết đó, thì là bây giờ là chúng tôi nghe bản tin là vẫn bị xử, quý vị biết không, xử tội nặng. Và người đó yếu quá cho nên không ra tòa được, nhưng mà tòa xử khiếm diện, có nghĩa là không có cái người tội phạm đó, và vẫn xử hình như là 10 năm gì. Chúng tôi sáng ngày chúng tôi có nghe một cái đài phát thanh, thì những người biểu tình đó càng giận dữ sau cái lệnh cấm này, cho nên là chắc chắn là sẽ có nhiều cái bạo động nữa xảy ra thì trong những ngày tới. Và nếu mà cấm đó, thì không hiểu là các cửa tiệm có phải bị tịch thu hết hay sao, hay là vẫn có những cái người biểu tình họ có thể khéo léo hoặc bằng cách họ mua ở những chỗ nào đó, mà có thể là nếu có cảm tình với cái đoàn biểu tình này, có thể có những người họ sẽ giúp bằng cái cách là họ vẫn sản xuất một cách lén lút ra. Thì mình cũng hy vọng là như vậy, tại vì nếu mà không thì với hơi cay các em sẽ chịu không nổi. Nội cái đó không là có thể ngất đi hoặc là xỉu đó, trường hợp đó. Cho nên là mình rất hy vọng là các em có ít ra là có một cái gì đó để che đậy, chứ còn nếu mà biểu tình tay không mà không có cái gì cả thì thấy rất rất là nguy hiểm. Thì thưa quý vị rằng là, nhưng mà cái việc mà như anh Trọng nói rằng là bây giờ mà có những nơi mà họ vẫn cứ làm thì chắc là không, cũng khó lắm, bởi vì cũng theo cái luật ngày hôm nay đó, thưa quý vị, thì bà Carrie Lam bà tuyên bố rằng là theo đó thì ai vi phạm cái lệnh mới đó, lệnh cấm này, thì sẽ phải bị ngồi tù tới 1 năm, hoặc là phải nộp phạt cái số tiền là 25.000 đô la Hồng Kông, có nghĩa là tương đương với khoảng là 3.200 Mỹ Kim. Thì đó là cái số tiền không nhỏ đối với người dân thông thường tại Hồng Kông, và cũng như là cái lệnh họ sẽ phải ngồi tù tới cả 1 năm nếu mà mang hoặc chống lại cái lệnh cấm này. Thì nhiều cái giới trách cũng như là những cái nhà hoạt động dân chủ họ đặt câu hỏi đối với bà Carrie Lam. Họ nói rằng là bà không có e ngại khi mà bà lại tiếp tục đưa ra những cái lệnh cấm trong cái thời điểm mà nó đang vô cùng nhạy cảm, vô cùng là nặng nề, căng thẳng như thế này hay sao. Bà không e sợ rằng bà đưa ra cái dự luật mới như vậy thì nó sẽ càng khiến cho tăng lên thêm phần, nhiều phần nữa cái bạo lực trên đường phố, cũng như tại vấn đề Hồng Kông hay sao. Thì bà Carrie Lam có trả lời rằng, thưa quý vị, rằng là bà hy vọng rằng cái lệnh cấm nó có tác dụng trong cái thời kỳ ngắn hạn, và bà nói rằng là bà sẽ xem xét là trong thời gian tới nếu như là người biểu tình có những cái thái độ ôn hòa hơn thì có thể là bà sẽ bỏ cái lệnh cấm mới này. Nhưng thưa quý vị rằng là bà cũng chỉ nói những cái lời nhằm để xoa dịu lòng của những cái ký giả truyền thông cũng như là của người dân Hồng Kông mà thôi, chứ Linh Nga nghĩ rằng là một khi mà bà đã tuyên bố một cái lệnh cấm như vậy rồi đó, thì chắc chắn rằng là đây là một cái lệnh mà, bởi vì bà cũng thuộc là thân Trung Cộng mà thôi, đó là cái giương cái bàn tay sắt của họ ra để mà kiểm soát người dân và người biểu tình một cách dễ dàng hơn. Thì đây là cái ngoài ra cái việc là họ đưa cấm cái vật là che, không được mang mặt nạ, nhưng họ cũng cấm trong cái luật này là cấm không được sử dụng bất kỳ vật gì để che mặt, chứ không phải rồi. Chỉ là cái mặt nạ che mặt đâu, thưa quý vị. Đúng. Họ cấm không được sử dụng bất kỳ vật gì để che mặt, tức là người đi biểu tình phải để cái mặt ra cho họ thấy. Tức là họ nói rõ là cái thời kỳ quý vị giấu mặt, anonymity, tức là giấu cái tên tuổi đã hết. Ý nói là cái lệnh này ra là quý vị sẽ không có giấu mặt được nữa. Nhưng mà
liền có cả hàng ngàn những em bây giờ đang đeo cái mặt nạ trong cái bữa hôm nay để mà giống như defy, thách thức với nhà cầm quyền, là cái luật đó chúng tôi sẽ vẫn tiến hành những cuộc biểu tình, nhưng không hiểu là những cái đụng chạm sau này thì như thế nào. Nhưng mà ngay lúc này thì các em tỏ ra mạnh bạo, và mình cũng hiểu là nhiều khi bà Kremlin đó, Liên Nga, có thể bà cũng bị đặt trong cái tình trạng trên đe dưới búa. Bây giờ bà ấy bị các chính quyền bên Bắc Kinh chắc là của trách dữ lắm. Nói là tại sao lúc đầu không chặn ngay từ trong chính nước, những cái thời gian đầu, những cái tuần đầu tiên. Có thể vì thế bây giờ bà ấy đến cái mức là bà ấy phải đưa ra cái luật nó mạnh bạo hơn thôi. Có thể bà cũng bị ở giữa cái tình trạng rất khó xử. Thì cái đó thì chúng ta cũng đều nhìn nhận thấy, nhưng mà thực sự thì thưa quý vị rằng là về vấn đề bà Carrie Lam thì chúng ta cũng không thể có thể thấy được, biết được rằng chính xác là bà theo cái phe nào. Hiện nay thì bà là người đặc khu trưởng của Hồng Kông, nhưng người ta cũng vẫn nói rồi mà, giới trách của Hồng Kông là thân Trung Cộng và bà cũng là thân Trung Cộng. Những gì mà bà làm là bà phải đi theo quyền lợi, và những cái lợi ích của bà cũng là dựa theo phía Trung Cộng. Cho nên những cái mà việc mà bà nói ra đó thì chúng ta đều thấy rằng là bà cũng có những cái mà chúng ta thấy là nó act out, tức là nó cũng là phải trình diễn thôi. Chứ còn những cái hành động của bà Carrie Lam từ trước tới nay là quý vị cũng thấy là bà rất là cứng rắn, chứ bà không có đơn giản. Và nếu như chúng ta nói là ngay từ đầu tại sao không có dập cái phong trào này ngay từ đầu, thì thưa quý vị hãy nhớ lại rằng là vào đầu tháng 7 vừa rồi, cái phong trào này nó khởi sự từ ngày đầu tháng 7 năm nay. Khi nó khởi sự thì người dân Hồng Kông lúc đó họ biểu tình rất ôn hòa. Trong đó có cả những cái giới học giả hay luật sư, họ biểu tình rất ôn hòa. Họ chỉ đi trên đường phố và không nói gì cả, rất là ôn hòa và nhẹ nhàng. Nhưng những cái hành động của chính quyền đã khiến cho người dân họ giận dữ. Chính những cái hành động đàn áp của chính quyền, và quý vị hãy nhớ là cho tới cuối tháng 7, Linh Nga nhớ là có cái vụ mà cái nhóm côn đồ của Tam Hoàng cũng che mặt và mặc áo trắng, đã lao và đánh đập những người biểu tình không thương tiếc, khiến cho họ phải đi nhập viện cấp cứu đó. Thì chính từ những cái sự việc mà, và chúng ta biết là cái nhóm Tam Hoàng họ là thân Trung Cộng. Đúng rồi. Bởi vì nhóm Tam Hoàng này xuất phát điểm của họ là từ Trung Cộng, từ những cái thế kỷ trước đây. Họ đã tồn tại cả cái thế kỷ rồi. Và họ đã hoạt động rất là mạnh mẽ nhiều năm. Họ khởi điểm là một cái nhóm từ chính trị, nhưng sau này họ biến dạng trở thành nhóm băng đảng và mafia tại Trung Cộng hiện nay. Thì cái nhóm Tam Hoàng đánh đập người biểu tình Hồng Kông vào cuối tháng 7 đã khiến cho người dân Hồng Kông vô cùng giận dữ, bởi vì họ biết đó chính là cái bàn tay của Bắc Kinh, nhưng đã gọi là ném đá giấu tay, hoặc là gọi là ngậm máu phun người đấy, nhưng mà sau đó là che miệng. Và họ đã, đó quý vị nhìn trong cái hình ảnh đó, là cái nhóm Tam Hoàng nó trá hình, nó che mặt đi để đến. Nhưng sau đó chính cái nhóm này, đại diện của nhóm Tam Hoàng đã lên tiếng xác nhận họ là những cái kẻ tấn công người dân Hồng Kông. Thì chúng ta đã biết là người dân Hồng Kông họ khởi sự giận dữ là từ tất cả những cái sự đàn áp và những cái sự lén lút mà không có đàng hoàng của phía Bắc Kinh. Và sau đó thì quý vị tới biết là nó dẫn tới cái sự việc như ngày hôm nay. Và có nhiều lãnh đạo trên thế giới chúng tôi thấy được cũng lên tiếng là nói là cái điều tốt nhất bây giờ là bà Carrie Lam nên từ chức. Đó là, nhưng mà không hiểu là bà ấy có được từ chức hay không nữa. Nhiều khi Bắc Kinh đã ra cái lệnh, bây giờ bà phải trấn áp, phải hoàn thành cái nghĩa vụ là dẹp tan những cái biểu tình. Cho nên bà ấy trong cái tình thế rất cũng khó xử lắm, thưa quý vị. Nếu mà bà ấy muốn từ nhiệm đó thì em Linh Nga nghĩ rằng là không khó đâu anh. Bởi vì cái vấn đề là mình có muốn hay không. Trong trường hợp này thì Linh Nga nghĩ rằng là bà Carrie Lam là cái người mà cũng rất là ham quyền lực. Và những cái gương mặt của bà thì quý vị thấy mỗi khi bà nói không có biểu cảm, không có emotion gì cả. Chúng ta không biết được là bà nghĩ gì và bà tính toán cái gì. Nhưng mà cái việc mà nếu mà bà muốn từ nhiệm thì cái chuyện đó nó không khó, bởi vì đó là cái chuyện cá nhân. Nếu như hãy đặt giả sử chính bản thân chúng ta vô cái sự việc đó, nếu mà chúng ta cảm thấy cái này nó nhiều pressure quá, nó mệt mỏi quá, thôi mình đi ra khỏi đây, tôi walk away và sống cái cuộc đời mình cho nó an bình, thì mình lúc nào mình cũng làm được hết. Nhưng mà hình như bà cũng còn nhưng mà thích quyền lực, chúng ta thấy rõ rằng là bà ta ham quyền lực. Bà ta vẫn muốn ở đó, đứng ở đó để mà ham quyền lực. Và những cái gì mà bà ta tuyên bố là bà ta sẽ thế này, sẽ thế kia mềm mỏng, chẳng qua chỉ là những cái đòn và những cái chiến lược và những cái màn kịch để mà bà ấy nói những cái lời ngọt ngào. Cũng như ông Tập Cận Bình hôm qua, quý vị nhớ cái hình ảnh quay cái ngày mà ông ta ngày kỷ niệm 70 năm của Đảng Cộng sản Trung Cộng, ông ta cũng tuyên bố rằng là tôi tôn trọng một quốc gia hai chế độ tại Hồng Kông. Nhưng mà quý vị thấy đâu có phải là như vậy đâu, họ nói thì như vậy nhưng họ hành động nó khác.